tìm là sao? Thì mình phải trở lại mình coi coi người ta làm thủy tinh như thế nào. Nguyên liệu làm ra thủy tinh là cát thạch anh. Thạch anh sẽ được nung ở nhiệt độ cao để chảy ra thành chất lỏng, và lúc đấy thì người ta mới thổi thành chai hoặc là thành ống, đúng không? Mà bây giờ mình muốn nung cho các thạch anh chảy ra thì phải cần một nhiệt lượng rất là cao, thì nó sẽ tốn trong chi phí nè, rồi thời gian nữa. Cho nên trong kỹ thuật làm thủy tinh á, thì đôi khi người ta có cho thêm những chất có tính kiềm, ví dụ như là natri oxit hoặc là canxi oxit vào, với mục đích đó là làm giảm nhiệt độ, nóng chảy của thủy tinh xuống. Tuy nhiên nếu như các anh chị cho thêm những cái chất kiềm đó vào thì cái lọ thủy tinh của mình á, sau này mình đóng thuốc nó sẽ có nguy cơ là nó nhả cái phần kiềm nó ra, và nó làm ảnh hưởng đến pH của chế phẩm mà chúng ta chứa ở bên trong đó. Thì chính vì vậy thủy tinh đó, người ta chia ra làm nhiều loại các anh chị ha. Này, các loại của thủy tinh nè, chúng ta có thủy tinh thường là loại thủy tinh có hàm lượng natri oxit chiếm tỷ lệ cao. Đặc điểm của nó là dễ nhả kiềm, cho nên không sử dụng thủy tinh thường để làm bao bì đựng các loại thuốc nước, mà chỉ có thể dùng nó để làm chai lọ đựng thuốc viên, thuốc bột. Dĩ nhiên là trong các loại này thì thủy tinh thường là loại có giá thành rẻ nhất rồi. Nên nếu như các anh chị cần một cái loại thủy tinh mà giờ thuốc của mình không phải là thuốc nước thì chúng ta có thể dùng thủy tinh thường này được. Một loại thủy tinh thứ hai đó là thủy tinh axit. Thì trong thành phần của thủy tinh nó sẽ có chứa nhiều oxit, có nhiều oxit axit như là nhôm oxit, bo oxit. Mục đích của việc thêm các loại oxit axit này vào là để tăng khả năng chịu nhiệt của thủy tinh. Có thể là mình làm dụng cụ thí nghiệm nè, rồi mình đun cái bình cầu hoặc là mình đun cái cốc gì đấy ở nhiệt độ cao mà nó cũng không có bị bể ha. Loại này thì nó có độ bền cao, chịu nhiệt tốt nên thường sử dụng làm dụng cụ thí nghiệm. Còn để đóng thuốc nước thì chúng ta lưu ý ha, các anh chị phải dùng thủy tinh trung tính. Thủy tinh trung tính lại chia làm 3 loại, loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó loại 1 là loại có phẩm chất tốt nhất. Thủy tinh loại 1 còn gọi là thủy tinh trung tính hoặc là thủy tinh borosilicate. Nó có bề mặt bền vững hóa học rất cao. Có nghĩa là nó không nhả tạp vào trong dung dịch nó chứa ở bên trong, và nó cũng không có hấp phụ chất lên trên bề mặt của nó. Và thủy tinh loại 1 sẽ dùng để điều chế ra các thuốc tim, để chứa thuốc tim hoặc là chứa những chế phẩm máu hoặc các thành phần của máu. Thì nói chung là loại 1 là tốt nhất, dùng chứa cái gì cũng được, nhưng mà dĩ nhiên là giá thành của nó cũng là cao nhất ha. Thủy tinh loại 2 thì trong thành phần sẽ có canxi, natri. Thủy tinh canxi, natri, silicate và đã được xử lý bề mặt. Nó có natri canxi vô đây này, có nghĩa là nó có nguy cơ nhả kìm ra. Tuy nhiên người ta đã tráng một cái lớp chất lên trên bề mặt, có nghĩa là người ta xử lý cho bề mặt nó bền để nó không có nhả natri canxi ra. Tuy nhiên cái lớp này thì nó cũng chỉ đảm bảo cho một lần sử dụng đầu tiên, nên người ta không khuyến khích chúng ta dùng lại cái chai thủy tinh loại 2 này cho việc đựng thuốc tim ha. Và nó sẽ phù hợp để chứa những thuốc tim có pH axit pH bé hơn 7, không tái sử dụng lại được. Có nghĩa là thủy tinh loại 1 thì các anh chị có thể tái sử dụng lại được. Thủy tinh loại 3, natri kali silicate, thì kali thì nó là dễ nhả kìm hơn so với canxi nữa, nên loại này thì sẽ dùng để chứa thuốc tim mà không có nước các anh chị ha. Các thuốc tim không có nước ví dụ như thuốc tim dầu hoặc là thuốc tim bột đó. Còn thủy tinh thường cái số 4 hồi nãy đó là không được chứa thuốc tim luôn, hãy lưu ý ha. Rồi chúng ta có những loại thủy tinh như chúng ta vừa thấy là thủy tinh thường, thủy tinh axit và thủy tinh trung tính. Trong 3 phẩm cấp của thủy tinh trung tính thì loại 1 là có phẩm chất cao nhất và có thể tái sử dụng được. Tuy nhiên để có thể tái sử dụng thì mình phải loại bỏ những cái chí nhiệt tố mà bị nhiễm trong quá trình mà chúng ta thu hồi cái chai đó đó, thì có thể là nó tiếp xúc với cái tác nhân nhiễm từ bên ngoài, thì mình sẽ loại trừ những cái tác nhân nhiễm đó bằng cách xử lý với sulfochromic nồng độ 10%. Loại vật liệu thứ hai để làm bao bì thuốc tim đó là chất dẻo plastic. So với thủy tinh thì chất dẻo nhẹ hơn, khó vỡ hơn,
Và ngoài ra nó còn có thêm một ưu điểm nữa là có khả năng tự bóp. Cái đặc điểm này nhìn thấy rất là rõ khi các anh chị sử dụng cái túi hoặc là cái chai chất dẻo để chứa dịch truyền. Nếu như dịch truyền được chứa trong chai thủy tinh á, lúc đầu cái tốc độ chảy của thuốc nó tương đối là ổn định, tuy nhiên càng về sau khi lượng thuốc ở trong chai càng ít đi thì tốc độ chảy đó nó sẽ bị chậm lại. Là vì cái áp lực thủy tĩnh như hôm trước chúng ta học về lọc đó các anh chị, cột chất lỏng cao thì áp suất thủy tĩnh nó cao, còn bây giờ lượng thuốc trong chai nó bớt đi rồi thì cái áp suất thủy tĩnh nó giảm xuống. Người ta thường khắc phục bằng cách là lấy một cái cây kim khác rồi đâm ở trên cái nút cao su để dẫn không khí ở ngoài vô ha, đảm bảo cho quá trình thuốc nó chảy ra. Tuy nhiên nó lại tiềm ẩn một cái nguy cơ là gì, không khí ở bên ngoài của mình nó đâu có được xử lý vi sinh vật đâu, cho nên nó sẽ có nguy cơ bị nhiễm vô. Điều này thì sẽ được khắc phục nếu như các anh chị sử dụng cái chai làm bằng chất dẻo. Khi thuốc chảy ra hết thì cái chai nó tự nó móp lại, nó tự biến dạng luôn, thì nó duy trì cái áp suất ở trong chai để đủ có thể đẩy chất lỏng chảy ra ngoài với một cái vận tốc cố định được. Tuy nhiên cái khả năng tự bóp này các anh chị cũng nên theo dõi thường xuyên ha, tại vì nó sẽ có nguy cơ là nó bị rút ngược máu ở trong mạch ra đó. Các nhược điểm của bao bì chất dẻo so với bao bì thủy tinh là tính trong suốt của nó kém hơn, nó dễ bị biến dạng hơn, cho nên chúng ta khó tiệt trùng được bằng nhiệt độ cao. Và một số hoạt chất, đặc biệt là các loại protein hoặc là axit amin đó, nó có nguy cơ bị bám lên trên, bị hấp phụ lên trên các loại polymer làm bao bì chất dẻo này và ảnh hưởng đến nồng độ của thuốc. Nên phạm vi ứng dụng của bao bì chất dẻo là nó hẹp hơn so với bao bì thủy tinh. Đây là các dạng của ống tiêm ha, có ống tiêm hai đầu nhọn, ống tiêm đáy bằng đầu nhọn, và thường để đóng thuốc dễ dàng đó, người ta thường làm ra cái ống đáy bằng và miệng loe, đáy bằng miệng loe và cổ bồng nè, đóng thuốc vào cái miệng loe này nó dễ hơn. Sau khi đóng thuốc xong thì người ta sẽ hàn, người ta hàn kín cái đầu phía trên này lại. Thuốc dạng bột thì thường đóng trong lọ, và nếu như hoạt chất của mình không bền với ánh sáng thì người ta sẽ dùng lọ thủy tinh màu giống như vậy ha. Phía trên có cái nút cao su và phía ngoài nút cao su có một cái nắp nhôm. Rồi, nội dung tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về điều kiện của một cơ sở pha chế thuốc tiêm ha. Bây giờ mình có ý định pha chế thuốc tiêm thì cái xưởng phải để ở một vị trí như thế nào và phải được xây dựng theo những tiêu chuẩn nào, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nè. Trước hết là chúng ta phải xác định cái vị trí đặt xưởng, nơi đó môi trường phải ít ô nhiễm hoặc là tránh xa nguồn ô nhiễm, tại vì chúng ta sẽ phải kiểm soát không khí trong phòng pha chế nha các anh chị. Và nếu như các anh chị đặt xưởng của mình ở một nơi không khí ô nhiễm nhiều, quá nhiều bụi, thì cái quá trình xử lý không khí của mình sẽ rất là khó khăn và nó khó đảm bảo về cái mức độ sạch. Rồi, thứ hai là diện tích phải vừa đủ. Nếu như rộng quá thì chi phí để xử lý không khí và xử lý bề mặt nó sẽ rất là cao. Còn nếu như diện tích quá nhỏ, nó sẽ có nguy cơ bị nhiễm chéo giữa giữa các khu vực với nhau. Rồi, như vậy thì để tránh nhiễm chéo, chúng ta sẽ phải đảm bảo thiết kế xưởng theo nguyên tắc là liên tục một chiều, với đường đi của thành phẩm và nguyên liệu khác nhau, từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Cụ thể là các anh chị có thể xem qua sơ đồ mặt bằng của khu pha chế thuốc tiêm dạng lỏng. Khu vực ở phía ngoài là khu vực kho, chúng ta có 3 kho: kho nguyên liệu, kho bao bì và kho thành phẩm. Và các anh chị để ý ha, cái mũi tên này là chiều di chuyển nè. Đó, mũi tên này là chiều di chuyển. Và nếu như các anh chị di chuyển ngoài đường mà mình thấy mũi tên này thì mình biết đường này là đường một chiều chứ không phải là đường hai chiều, đúng không? Đường một chiều là mình chỉ được phép đi một chiều theo đúng hướng của mũi tên thôi. Đi theo chiều ngược lại là sai, là bị phạt, đúng không ha? Thì ở đây cũng vậy, trong xưởng người ta sẽ thiết kế cái quy trình một chiều này. Ví dụ như nguyên liệu từ kho nguyên liệu nè, mình sẽ đẩy qua phòng kiểm tra nguyên liệu, kiểm xem là nó có đạt về tính vô khuẩn, nó tính hàm lượng hoặc là độ ẩm hay không đấy. Nói chung thì tùy theo quy trình của từng công ty ha, thì người ta sẽ đẩy qua đây người ta kiểm tra. Còn nguyên liệu đạt yêu cầu rồi thì mới cho vô trong phòng pha chế.
Khu vực kiểm tra nguyên liệu và khu vực pha chế sẽ có mức độ sạch khác nhau. Tại vì trong phòng kiểm tra nguyên liệu thì chúng ta chỉ lấy một lượng nhỏ ra rồi chúng ta kiểm. Còn phòng pha chế là mình phải đổ hết nguyên liệu đó ra rồi mình hòa tan nó trong dung môi chẳng hạn. Thì trong suốt quá trình mà chúng ta hòa tan hoặc là chúng ta lọc á, nguyên liệu của chúng ta, chế phẩm của chúng ta tiếp xúc với không khí, đúng không? Có tiếp xúc với không khí thì người ta gọi khâu này là những cái khâu hở, nên yêu cầu môi trường không khí xung quanh nó phải đạt cấp độ sạch cao. Như vậy thì chúng ta có một cái sự chênh lệch về chuẩn sạch giữa phòng kiểm tra với là phòng pha chế ha. Thì người ta sẽ kiểm về số lượng bụi cũng như số lượng vi sinh vật trong không khí. Vậy nếu như hai cái phòng này được xây liền nhau và chúng ta mở cửa, chúng ta bước từ phòng kiểm tra nguyên liệu sang phòng pha chế thì nó sẽ có nguy cơ trộn lẫn không khí ở hai phòng này và nó sẽ không đạt về quy định. Cho nên giữa hai phòng này người ta sẽ xây một cái phòng đệm. Ở đây các anh chị thấy nó là air lock. Air là không khí, còn lock là khóa đó ha. Cho nên nhiều khi người ta còn dịch cái từ này ra là chốt gió, cái chốt á, để khóa gió lại. Chốt gió này sẽ là một cái phòng trống có hai cửa và hai cửa này được kiểm soát để không thể cùng lúc mở được. Cửa này mở thì cửa kia đóng. Rồi muốn mở được cái cửa bên này thì phải đóng cái cửa phía trước đó lại để đảm bảo là không khí hai phòng này nó hạn chế trộn lẫn vào nhau ha. Rồi pha chế xong qua bước lọc nè, lọc xong đóng vào trong bao bì, hàn ống lại rồi đem đi tiệt khuẩn. Chọn loại mẫu hư, soi kiểm tra độ trong xem đạt yêu cầu hay chưa. Kiểm nghiệm bán thành phẩm, sau đó thì đóng gói dán nhãn, có bao bì rồi thì nhập vào kho thành phẩm. Thì bao bì ở đâu? Bao bì từ từ kho bao bì được đưa qua khu rửa. Rồi, muốn rửa thì phải có nước ha, thì sẽ có khu xử lý nước, đưa vô rửa rồi đưa nước cho phòng pha chế. Và dĩ nhiên là sẽ đưa theo hai cái cửa khác nhau ha. Rồi sau khi chai được rửa thì có giai đoạn sấy, đưa qua cái khâu lọc để đóng chai. Đó. Các anh chị thấy là người ta cố gắng thiết kế theo nguyên tắc là liên tục và một chiều. Đường đi của thành phẩm và nguyên liệu khác nhau hoàn toàn. Từ chưa hoàn thiện là từ khi còn là nguyên liệu, từ khi còn là bao bì. Và đi một chiều cho đến khi ra được đến đến thành phẩm ha. Một số quy định về phòng pha chế. Vật liệu của phòng pha chế phải được kiểm tra về khả năng chịu độ ẩm, chịu hóa chất và chịu tia bức xạ. Tại sao? Muốn có một phòng sạch thì trước hết là mình phải lau rửa thường xuyên và lau rửa bằng nước rồi bằng những cái hóa chất nè. Còn không khí thì tiệt khuẩn thì các anh chị thường tiệt khuẩn bằng tia bức xạ đó. Cho nên vật liệu dùng để xây phòng pha chế nó phải chịu được những tác nhân này. Và thứ hai là bề mặt của phòng, trần nhà nè, rồi tường nhà, sàn nhà nè, tất cả là phải nhẵn bóng để đảm bảo là dễ lau chùi và không tích tụ bụi. Ví dụ như thường là chúng ta lát gạch ở dưới nền nhà đó là mình dùng từng miếng gạch chúng ta lát lại thì nó sẽ có cái khe hở. Cái khe hở đó sẽ là cái chỗ mà tích tụ bụi và khó lau chùi nhất. Phòng pha chế thuốc tim thì người ta sẽ ép epoxy toàn bộ bề mặt luôn để không có những cái khe hở này. Đảm bảo quá trình thông gió, điều hòa không khí, cung cấp ánh sáng phù hợp. Nhiệt độ của phòng pha chế sẽ duy trì trong khoảng từ 18 đến 25 độ C, độ ẩm từ 35 đến 50%, có nghĩa là ở mức nhiệt độ thấp hơn so với bình thường và độ ẩm thấp so với mức bình thường của điều kiện không khí ở bên ngoài. Đó. Các anh chị có thể xem qua hình ảnh của một cái phòng pha chế thuốc tim ha các anh chị. Đó. Sàn nhà nè, không có khe hở nè, được ép epoxy toàn bộ nè. Ở trên này, cái góc giao giữa cái trần nhà và cái vách tường á, thì người ta cũng bo tròn luôn ha để dễ vệ sinh, chứ chúng ta để vuông ở chỗ này thì rất là khó lau bụi. Và các anh chị quan sát thấy là người mà đứng đứng máy á, thì cũng phải đảm bảo là trước khi vào cái khu này á, là phải tắm thay đồ rồi mặc bộ đồ này vô rồi vô là xối nước cho sạch, xong rồi qua phòng khác bỏ cái bộ đó mặc vô bộ khác nữa, qua nhiều lần như vậy ha để đảm bảo là sạch và không mang mầm vi khuẩn từ bên ngoài vô ảnh hưởng đến quy trình sản xuất thuốc tim này. Và chúng ta vừa mới nói về các cấp độ sạch thì theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì phòng pha chế, khu pha chế thuốc á, sẽ chia làm 4 cấp độ sạch là cấp A, B, C, D. Người ta chia ra căn cứ vào cái gì?
vào mức giới hạn tiểu phân và giới hạn của vi sinh vật. À, giới hạn tiểu phân là sao? Như ở đây các anh chị thấy là người ta tính số lượng gì? Số lượng của hạt bụi ha, được phép có tối đa trong 1 mét khối không khí. Và số lượng gì? Số lượng vi sinh vật tối đa được phép sống ha, trong 1 mét khối không khí. Ở đây chúng ta lưu ý là chỉ xét những vi sinh vật nào còn sống. Còn sống là sao? Mình đặt đĩa thạch, sau đó thì nó lên được á, thì người ta sẽ dùng cái phương pháp đặt đĩa thạch để người ta đếm cái số khuẩn lạc và suy ra cái số lượng vi sinh vật này anh chị ha. Vậy thì giữa bốn cấp A, B, C, D nó khác nhau về cái gì? Chúng ta cùng xem cấp A trước nha. Trong cấp A thì số lượng hạt bụi lớn hơn 5 micromet là không được phép có. Số lượng hạt bụi từ 0,5 cho đến 5 micromet là không quá 3.500 hạt. Trong 1 mét khối không khí phải có bé hơn một vi sinh vật sống. Đó. Cho nên cấp này được gọi là cấp vô trùng. Cấp B thì có số lượng hạt bụi, chuẩn số lượng hạt bụi giống cấp A, nhưng chuẩn về số lượng vi sinh á, thì nó được nới lỏng hơn chút xíu. 1 mét khối có dưới 5 vi sinh vật sống. Cấp C, cấp D thì nó có những cái chuẩn khác. Rồi như vậy thì qua nhìn 4 cấp này thì chúng ta thấy rõ ràng cấp A là cái chuẩn cao nhất. Cấp A là chuẩn cao nhất ha, còn cấp D là có chuẩn thấp nhất. Vậy thì theo các anh chị chi phí để duy trì cấp nào là cao nhất? Cấp A là chi phí cao nhất, ai cũng muốn là mình đạt được cấp A để cấp vô trùng, nhưng mà cái chi phí để duy trì cấp A là cao nhất, nên chỉ trong một số thao tác đặc biệt và trong những trường hợp đặc biệt thì người ta mới bắt buộc các anh chị là phải sử dụng cấp sạch A. Còn lại thì chúng ta sẽ có những cái cấp sạch khác tương ứng để mình làm những cái công việc đó ha. Cụ thể nè, cấp D, cấp D là dùng để cất nước, sấy hấp tiệt trùng, chai lọ thành phẩm, hoặc là dùng để làm kho nguyên liệu. Tại vì những công việc này đó nó không có cái nguy cơ tiếp xúc với không khí nhiều. Ví dụ như cất nước đi, thì nước nó nằm ở trong nguyên cái hệ thống cất là kính, và nó được hứng vào trong một cái bình cũng kính luôn, nó cách ly hoàn toàn với môi trường không khí ở bên ngoài. Bước sấy cũng vậy, sấy thì mình đẩy vào trong tủ sấy, rồi ở trong tủ sấy đó diệt hết vi sinh vật ở trong đấy ha. Rồi thường á, ở trong xí nghiệp á, thì người ta sẽ thiết kế cái tủ sấy tiệt trùng á, là nó sẽ nằm giữa phòng rửa với lại phòng pha chế luôn. Tủ sấy nó có 2 cửa, rửa xong đưa vào tủ sấy qua cái cửa bên này, rồi sấy xong tiệt trùng rồi thì sẽ mở cái cửa bên phòng pha chế để lấy ra ha. Cấp C thì dùng để xử lý rửa ống chai lọ, thì cấp C thì cũng hạn chế số lượng bụi và số lượng vi sinh để lát nữa chúng ta xử lý cho dễ đạt được hiệu quả hơn. Còn như muốn pha chế thì ít nhất cũng phải là cấp B ha các anh chị. Pha chế thì ít nhất cũng phải là cấp B, tại vì khâu pha chế là một khâu hở. Nguyên liệu của mình là hoạt chất, chất phụ, dung môi gì là tiếp xúc trực tiếp với lại môi trường không khí ở bên ngoài luôn. Nên bắt buộc không khí xung quanh phải sạch bụi và sạch khuẩn. Cấp B dùng để pha các thuốc tiêm tiệt trùng được bằng nhiệt độ cao. Vậy mình nhìn lại coi cấp B là sao. Khi chúng ta pha chế thuốc trong khu vực sạch cấp B thì có nguy cơ bị nhiễm vi sinh vật không các anh chị? Có. Có, và cái nguy cơ này là cao hay thấp so với các cấp còn lại? Thấp. À, nguy cơ nhiễm vi sinh vật ở cấp B là thấp. Cho nên nếu như mà các anh chị pha chế ở khu vực cấp B thì thuốc của mình pha chế xong á, nó cũng sẽ có cái nguy cơ bị nhiễm vi sinh, nhưng mà cái số lượng vi sinh nhiễm nó ít thôi. Nó nằm ở trong chai thuốc, chúng ta đóng ở trong ống, ta hàn cái ống đó kín lại. Rồi sau đó mình đem cái ống thuốc đã hàn kín đó cho vô trong cái nồi hấp. Cái nồi hấp giống như là hấp tiệt trùng dụng cụ vậy các anh chị. Cho trong cái nồi đó hấp thì số lượng vi sinh vật mà bị nhiễm vào trong đấy đó, bây giờ chúng ta hấp là nó chết. À, mình hấp là nó chết đi luôn. Vậy đối với những thuốc mà chúng ta có thể tiệt trùng được bằng nhiệt ở nhiệt độ cao thì mình có thể pha trong khu cấp B để chúng ta tiết kiệm chi phí.
Tuy nhiên không phải thuốc nào cũng có thể tiệt trùng được bằng nhiệt, vì nhiều khi hoạt chất của mình nó chỉ bền khi nhiệt độ dưới 70 độ C thôi. Giờ mình nâng nhiệt độ lên trên 70 độ C là hoạt chất của mình nó bị mất tác dụng rồi, thì lúc đó các anh chị không thể tiệt trùng được bằng nhiệt độ cao sau khi đóng thuốc vào chai, và lúc đó các anh chị phải dùng phương pháp tiệt trùng khác. Và khi pha chế bắt buộc các anh chị phải pha chế cũng như các anh chị tiến hành lọc và đóng thuốc trong môi trường sạch cấp A, chúng ta phải chấp nhận cái cấp độ sạch cao hơn để hạn chế tối đa cái vấn đề nhiễm vi sinh. Tại vì lỡ mà bị nhiễm vô lát nữa chúng ta đâu có hấp tiệt trùng được, đúng không các anh chị? Vậy ha, mình nhớ là pha chế ít nhất phải cấp B, nếu như hoạt chất bền nhiệt thì pha cấp B là được rồi, lát nữa chúng ta tiệt trùng nó sẽ chết những cái con vi sinh vật kia. Còn nếu như không tiệt trùng được bằng nhiệt trong bao bì cuối thì phải pha lọc và đóng thuốc trong khu cấp A. Phần kiểm soát môi trường như thế nào? Giờ mình nói lại chút xíu về cái cấp này ha. Bốn cấp A, B, C, D này đều là các cấp độ sạch nha các anh chị. Và không khí ở xung quanh chúng ta hiện tại đó là nó chưa được cấp D nha. Chúng ta đừng đừng có tự phân loại không khí xung quanh mình cấp D thì cũng tội cấp D lắm. Có nhiều khi á không đạt được cấp D nè. Xí nghiệp người ta lọc rồi mà còn chưa đạt cấp D á, lý do là đếm ra cái số lượng này, số lượng bụi nó vượt chẳng hạn, hoặc là số lượng vi sinh nó vượt mà không đạt rồi. Vậy thì chúng ta kiểm soát môi trường như thế nào? Thì người ta sẽ kiểm bằng hệ thống lọc khí. Giống như hôm trước mình học kỹ thuật lọc á, kỹ thuật lọc là mình lọc để loại chất rắn ra khỏi chất lỏng đúng không? Hoặc là chất khí. Thì chương 2 chúng ta nói nhiều về vấn đề lọc chất lỏng, thì bây giờ trong cái phần kiểm soát không khí này mình sẽ nói về vấn đề lọc khí ha. Lọc khí bằng màng lọc HEPA. Rồi màng lọc HEPA thì nó như vậy. Đó được làm từ sợi cellulose, sợi thủy tinh hoặc là sợi amiăng và sứ xốp. Rồi, khi người ta phóng lớn lên thì mình được cái hình như thế này. Đó. Và những cái lỗ này nếu như chúng ta đo kích thước á, thì kích thước của nó khoảng là 0,2 cho đến 0,25 micromet. Kích thước này là lọc được cả vi khuẩn nha các anh chị. Và nãy chúng ta coi là cái bảng ở trên kia coi người ta kiểm soát hạt bụi gì. Bụi từ trên 0,5 micromet. Đó. Vậy thì lỡ như mà đi qua cái màng lọc này. Cái màng lọc này là nó 0,2, 0,3. Thì đáng lẽ là cái nào mà bé hơn 0,2, 0,3 thì nó qua được màng, cho nên người ta sẽ không đếm. Người ta chỉ đếm cái nào mà nó lớn hơn 0,5. Thì các anh chị hiểu như vậy ha. Rồi, đây là cái lớp trong cùng là lớp màng lọc HEPA. Tuy nhiên, bụi trong không khí của mình thì nó nhiều dữ lắm. Cứ cho nó trực tiếp vào lọc HEPA thì cái lọc HEPA này nó sẽ bị tắc rất là nhanh. Nên, trước đó nó có nhiều lớp tiền lọc. Có thể là người ta dùng vải này để người ta lọc. Hoặc là người ta dùng những cái sợi tổng hợp. Những cái miếng này người ta thay thường xuyên hơn, loại đi phần lớn những cái bụi to rồi, chừng nào bụi mịn á thì mới cần cái lọc HEPA này để lọc. Và lọc HEPA này không chỉ lọc bụi mà nó còn lọc được vi sinh vật, vi khuẩn luôn ha. Đây không khí dơ nè, qua màng lọc HEPA thành không khí sạch nè. Đó. Rồi, ngoài ra người ta còn sử dụng những cái phương pháp khác để tăng hiệu quả tiệt trùng không khí ở bên trong khu vực làm việc, bằng cách là người ta chiếu đèn UV ha các anh chị. Nó lọc khí là một phần nè, rồi sau đó lại chiếu đèn UV nữa. Tuy nhiên trong suốt quá trình làm việc á, thì do sự tuần hoàn của không khí khi chúng ta mở cửa phòng từ phòng này sang phòng kia, hoặc là do sự xâm nhập của không khí bên ngoài, hoặc là do hoạt động của con người, của quy trình. Ví dụ như mình cắt cái bao thuốc, mình bao nguyên liệu mình đổ ra thì những cái bụi nó có thể bay ở trong không khí. Chúng ta sẽ phải kiểm soát thường xuyên cái vấn đề này để nó luôn luôn phải đạt được những cái quy định về tiểu phân và về vi sinh trong suốt quá trình mà chúng ta vận hành cái khu vực sạch đó. Vậy thì ngoài việc lọc HEPA, chúng ta sẽ phải có cái quy trình mà thổi khí định kỳ và thường xuyên. Có nhiều mô hình thổi khí, mô hình một chiều hoặc là những cái mô hình hỗn hợp khác, thì cái này thì anh em sẽ không có nói kỹ ha. Các anh chị chỉ cần biết là chúng ta có sự luân chuyển không khí định kỳ để đảm bảo mức độ sạch luôn luôn được. Giống như quy định. Còn riêng cấp độ sạch A thì người ta không có định kỳ đâu mà cứ thổi thường xuyên. Có nghĩa là khí sạch sẽ được thổi thường xuyên để đẩy cái khí chưa đạt chất lượng kia đi. Bởi vì cấp A sẽ là cấp vô trùng nha các anh chị. Thổi liên tục theo tuyến khí song song luôn. Về vấn đề con người, để có thể vào làm việc trong khu vực sạch thì yêu cầu phải được kiểm tra sức khỏe trước.
không mắc các bệnh truyền nhiễm và định kỳ phải kiểm tra sức khỏe. Móng tay, móng chân phải cắt ngắn, sạch sẽ và phải có trang phục bảo hộ đầy đủ, thực hiện vệ sinh cá nhân theo quy định ha. Rồi chuẩn bị xong các cái cơ sở vật chất, rồi vấn đề con người rồi thì mình sẽ vào mình tìm hiểu quy trình pha chế như thế nào nha. Cơ sở pha chế muốn sạch thì các anh chị sẽ phải lau. Lau tường, trần, sàn nhà bằng nước và sau đó lau tiếp bằng các dung dịch sát khuẩn. Hôm nay thì chắc chloramin B là cũng bán đắt lắm ha. Nhưng mà bình thường thì trong các xí nghiệp thì người ta cũng dùng chloramin để người ta lau sàn nè, hoặc là dùng phenol để lau sàn tiệt khuẩn. Không khí sẽ được tiệt trùng bằng cách xông hơi formaldehyde. Formaldehyde hoặc là dùng đèn tử ngoại. Lưu ý nha, đèn tử ngoại nó có khả năng diệt khuẩn và nó cũng ảnh hưởng đến tế bào của chúng ta, cho nên khi mà các anh chị bật đèn tử ngoại đó thì mình không nên đứng ở trong cái khu vực đấy. Sau khi đèn mình tắt đi khoảng 30 phút thì chúng ta vào mới an toàn nha. Các loại bao bì chúng ta đã mua về thì mình sẽ phải xử lý để nó sạch khô và vô trùng. Bao bì thủy tinh muốn sạch thì đầu tiên các anh chị rửa bằng xà phòng, sau đó thì chúng ta tráng sạch xà phòng bằng nước khử khoáng. Lưu ý hôm trước mình có nói về nước khử khoáng rồi đúng không? Mình có nước khử khoáng và nước RO đó. Thì bước rửa dụng cụ này thường người ta sẽ sử dụng nước khử khoáng ha. Sau khi rửa sạch xà phòng bằng nước khử khoáng thì mình sẽ tráng lại 2 3 lần bằng nước cắt pha tiêm. Tại vì nước khử khoáng thì nó cũng chưa đạt về cái chỉ tiêu vi sinh, cho nên sau khi rửa bằng nước khử khoáng rồi mình phải tráng lại 3 lần bằng nước cắt pha tiêm để đảm bảo cái vấn đề sạch của dụng cụ. Rồi rửa xong thì cũng chỉ mới là sạch thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm cho dụng cụ này, bao bì này của chúng ta khô và vô khuẩn. Chúng ta có thể dùng phương pháp nhiệt khô hả các anh chị? Nhiệt khô là mình dùng tủ sấy đó, tạo ra không khí nóng đó. Nhiệt độ sấy là 180 độ C trong vòng 2 giờ. Hoặc là nếu như các anh chị muốn rút ngắn thời gian xuống thì các anh chị tăng 250 độ C. Thời gian bây giờ là 1 giờ. Và nếu như chỉ sấy để khô bao bì thì mình sẽ không cần phải sấy lâu như vậy và nhiệt độ cao như vậy đâu. Nhưng mục đích của giai đoạn sấy ở đây là muốn diệt vi sinh vật và diệt luôn cả chí nhiệt tố nếu có. Đó, bao bì thủy tinh nó chịu nhiệt cho nên chúng ta có thể dùng những cái nhiệt độ cao và thời gian dài giống như vậy. Ngoài ra, còn một phương pháp khác nữa, chúng ta không dùng tủ sấy mà chúng ta dùng nồi hấp. Diệt khuẩn bằng nhiệt ẩm ha. Mình đóng nước vào 1/3 chai rồi hấp trong nồi hấp áp suất cao ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 15 phút. Sau đó chúng ta bỏ phần nước này và tráng lại bằng nước cắt pha tiêm. Đối với bao bì bằng chất dẻo thì cái cách xử lý nó sẽ hơi khác một chút xíu. Chúng ta vẫn xúc rửa giai đoạn đầu như bình thường, nhưng ở giai đoạn tiệt trùng thì chắc chắn là mình không thể nào mà cho nhựa vô mà mình sấy 180 độ trong vòng 2 giờ được. Nó sẽ bị hư hết. Nên cách tiệt trùng này nó sẽ hơi khác hơn các anh chị. Đối với nhựa chịu nhiệt, ví dụ như polypropylene BB nè hoặc là polyethylene PE đó, chúng ta có thể dùng phương pháp nhiệt ẩm giống như hồi nãy. Đó. Nhưng mà để tránh biến dạng trong quá trình làm nguội á, thì thiết bị là nồi hấp của mình á, nó sẽ có thêm một cái bộ phận phun khí nén làm lạnh. Còn những loại nhựa khác mà không bền với nhiệt thì chúng ta sẽ tiệt khuẩn bằng hóa chất. Rồi sau đó chúng ta súc lại sạch sẽ bằng bằng nước rất nóng nhiều lần để hết cái vết hóa chất này đi ha. Phần nút cao su ở phía trên thì các anh chị cũng rửa bằng nước, sau đó chúng ta tiệt trùng bằng cách là luộc với nước sôi. Luộc với nước, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C đó các anh chị. Mình luộc trong vòng 30 phút, ít nhất là 30 phút ha. Sau đó thì các anh chị sấy nhưng mở nhiệt độ thấp thôi. Nó sấy nhiều quá cao su nó bị chảy. Sấy ở nhiệt độ 70 độ C cho đến khi khô. Rồi chuẩn bị xong bao bì, có nguyên liệu, có bao bì rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành pha chế ha. Và sơ đồ mà các anh chị đang thấy là chúng ta pha chế thuốc tiêm dạng dung dịch. Thành phần của dung dịch là tất cả các chất sẽ hòa tan được trong dung môi. Nên trong quy trình pha chế chúng ta sẽ thấy giai đoạn hòa tan và lọc là hai giai đoạn điển hình. Hòa tan và lọc là hai giai đoạn điển hình của pha chế dung dịch thuốc. Pha những cái khác thì mình sẽ không thấy hai giai đoạn này đâu ha. Rồi sau khi hòa tan là chúng ta kiểm tra nồng độ hoạt chất, kiểm tra pH, kiểm tra độ nhớt, chỉnh pH, chỉnh thể tích. Sau đó mình đưa qua mình lọc trong để làm trong.
yêu cầu dung dịch là phải trong suốt mà. Khi lọc trong thì mình có thể dùng màng millibore có kích thước không quá 0,45 micromet. Màng lọc tiệt khuẩn mình còn nhớ nhiêu không? Không quá 0,22 micromet ha. Còn ở đây chúng ta lọc để loại bụi thôi. Thì mình sẽ dùng cái màng lọc có lỗ lọc to hơn. Sau khi lọc xong chúng ta kiểm tra độ trong, nếu đạt yêu cầu thì mình sẽ đóng thuốc vào bao bì. Rồi, đóng thuốc vào bao bì, sau đó chúng ta đóng nắp hoặc là chúng ta hàn ống lại. Rồi mình cho vào nồi hấp để mình tiệt trùng 121 độ C trong vòng 15 đến 30 phút. Rồi tới đây thì các anh chị xem lại giùm cô. Với quy trình này thì quá trình pha chế sẽ tiến hành trong phòng sạch cấp nào các anh chị? A hay B? Chúng ta nên thực hiện quá Cấp trình pha A. chế cấp Ba luôn. cấp A. Cấp A. Nên cấp A là bảo đảm là chính xác rồi ha. Giờ mà mấy anh chị này dược sĩ đi tư vấn cho xí nghiệp là cứ cứ bảo đảm là mua cái gì mà ngon nhất về xài. Ví dụ như tư vấn mua xe thì giờ mình mua Rolls Royce chẳng hạn, đúng không? Còn hay mua xe máy thì cứ mua XH nè, bảo đảm luôn là không ai chê hết á. Các anh chị coi lại coi người ta quy định khi nào thì mới bắt buộc các anh chị pha chế cấp A. Chứ ai mà không muốn cấp A, nhưng mà mình lưu ý là mình pha thuốc xong mình còn phải bán thì phải cạnh tranh về mặt giá cả nữa. Cấp B được rồi con. Cấp B là được rồi, tại vì quy trình này các anh chị thấy là nó tiệt trùng được bằng gì? Tiệt trùng được bằng nhiệt. Đó, chúng ta đóng thuốc xong chúng ta hàn ống lại nó kín rồi, mình vẫn có thể tiệt trùng được bằng nhiệt. Như vậy thì quy trình này á, là áp dụng được đối với những cái hoạt chất bền hay không bền nhiệt các anh chị? Bên. Bền nhiệt ha. Chúng ta tiệt trùng được bằng nhiệt trong bao bì cuối thì mình chỉ cần pha trong khu vực sạch cấp B là được rồi. Còn nếu mình sang nữa mình vẫn có thể làm cấp A, không ai cấm hết. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xem tiếp một quy trình bào chế hỗn dịch nha. Và dĩ nhiên trong quy trình bào chế thuốc tiêm hỗn dịch thì các anh chị sẽ không thấy được cái bước hòa tan hoạt chất đâu. Ở đây chúng ta cũng có hòa tan, nhưng mà mình hòa tan những cái chất phụ khác chứ không phải là hoạt chất nha. Hoạt chất của mình là phân tán. Và vì hoạt chất của mình nó không tan, cho nên nếu như các anh chị lọc mà bằng cái màng 0,45 micromet hồi nãy đó là nó sẽ bị mất hoạt chất hết ở bên trên màng lọc luôn. Còn cái bước lọc ở đây là lọc để kiểm soát độ mịn. Các anh chị lưu ý dùm ha. Quy định về kích thước hạt của hỗn dịch nãy là nhiêu? Trung bình là khoảng 15 micromet. Không có hạt nào quá 50 micromet. Cho nên ở đây thì người ta sẽ dùng cái màng lọc tương ứng là để người ta lọc. Cái nào to quá thì bị loại ra thôi. Còn nếu như kích thước đạt như quy định thì nó có thể qua được. Lọc xong nó không trong đâu nha. Mà lọc là để kiểm soát kích thước, kiểm soát độ mịn. Rồi sau khi lọc xong thì mình đóng thuốc, và để đảm bảo là đóng thuốc vào mà nó có nồng độ giống nhau giữa các chai đó, thì trong suốt quá trình này chúng ta phải khuấy để tránh lắng đọng nè. Rồi. Vậy thì trong cái quy trình này nó thiếu mất giai đoạn gì? Tiệt trùng. Quy trình pha chế dung dịch thuốc tiêm á, sở dĩ nó khác so với dung dịch thuốc uống á, là nó khác ở chỗ tiệt trùng này các anh chị. Chúng ta có thể tiệt trùng được bằng nhiệt nếu như hoạt chất của mình bền nhiệt. Còn nếu như dược chất của mình không bền nhiệt thì lát nữa cô sẽ giới thiệu với các anh chị những cái phương pháp tiệt trùng khác, trong đó có dùng màng millibore kích thước không quá 0,22 micromet ha. Không dùng nhiệt được thì mình dùng lọc. Nhưng mà hỗn dịch, nếu như các anh chị nâng nhiệt độ lên mình hấp thì cấu trúc của hỗn dịch nó sẽ bị phá vỡ luôn, nó sẽ không có phân tán được, nó bị đóng thành cục đó, cho nên chúng ta không tiệt khuẩn được bằng nhiệt, và dĩ nhiên cũng không thể tiệt trùng được bằng cách là dùng màng lọc. Tại vì dùng màng lọc là mất hoạt chất hết rồi. Đó là lý do tại sao khi pha chế thì mình phải pha chế trong môi trường sạch cấp A, bắt buộc là phải pha chế vô khuẩn. Và điều tương tự cũng xảy ra đối với thuốc tiêm dạng nhũ tương. Chúng ta cũng không thể nào mà mình tiệt trùng bằng nhiệt hoặc là bằng cách lọc được. Nên bắt buộc cũng phải pha chế vô khuẩn luôn. Những dạng thuốc mà phải pha chế vô khuẩn này thì giá thành của nó sẽ cao, và nó sẽ khó kiểm soát về vấn đề vô khuẩn hơn nha các anh chị. Như vậy là chúng ta đã pha chế xong, sau đó thì chúng ta sẽ đóng thuốc vào chai. Nếu như mà thuốc tiêm dạng lỏng đó thì mình có những cái cách đóng thuốc như thế này.
Đây là thuốc sau khi chúng ta pha chế xong ha, ở dạng lỏng. Rồi ở đây nó có một cái bơm để định liều. Ví dụ như mình muốn một ống như vậy là 2 ml thì mình sẽ chỉnh cái bơm định liều đây là 2 ml. Rồi sau đó thì thuốc sẽ được bơm đây, trong bơm định liều đây nè. Nó thuốc sẽ được bơm trực tiếp vào trong cái bao bì mà chúng ta đã xử lý xong. Nhưng các anh chị lưu ý, trước khi mình bơm thuốc vào có một giai đoạn đó là bơm khí. Bơm khí là bơm cái khí gì? Chúng ta biết là không khí bình thường nó có đến 20% là oxy và nó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc nếu như mà oxy nó tiếp xúc với thuốc. Vì phía trên cái ống thuốc lúc nào nó cũng còn cái khoảng trống này, và nếu khoảng trống nó có oxy thì thuốc của mình sẽ dễ bị hư, đúng không? Nên trước khi mà người ta bơm thuốc vào, người ta sẽ bơm khí trơ, ví dụ như khí nitơ là bơm vào để đuổi không khí bình thường ra, rồi sau đó chúng ta mới bơm thuốc vô. Rồi bơm xong thì đưa qua đây, nó có những cái đèn xì nè, nó phát ra tia lửa ha, để nó hàn kín cái ống thuốc của mình lại đó. Nó có cái hệ thống băng truyền và nó hàn tự động giống như vậy. Và dĩ nhiên sau khi hàn xong thì chúng ta cũng phải kiểm tra xem là hàn có kín hay không ha. Thì thường người ta sẽ dùng một cái bể nước mà có pha phẩm xanh methylene đó, người ta cho những cái ống thuốc đã hàn vô. Và nếu như ống thuốc của mình nó không có bị chìm xuống và nó không có bị nhiễm màu xanh thì chứng tỏ là ống thuốc của mình nó kín, nó còn một cái khoảng không khí ở phía trên đó các anh chị, cho nên nó nổi lơ lửng được, nó không bị chìm xuống ha. Rồi đó là mình đóng thuốc vào trong chai xong. Và bây giờ thì cô muốn nói kỹ hơn như các anh chị về phần tiệt khuẩn hồi nãy. Vậy thì tiệt khuẩn là sao? Như cái hình này các anh chị thấy nè, là chúng ta sẽ phải loại hết các vi sinh vật sống, làm cho các vi sinh vật sống nè nó bị loại hết khỏi cái đối tượng tiệt khuẩn của mình, không còn vi sinh vật sống nữa. Và chúng ta sẽ loại nó đi bằng nhiều phương pháp. Người ta chia làm hai nhóm phương pháp chính là các phương pháp vật lý và các phương pháp hóa học. Là mình hiểu các phương pháp này sao? Cái con vi khuẩn á, thì nó cũng là một sinh vật và nó cũng giống với những sinh vật khác, nhưng mà nó khác ở chỗ là giờ mắt thường của mình nhìn mình không thấy thôi. Lấy một cái ví dụ để các anh chị dễ hình dung ha. Ở trong nước á, thì thường nó có mấy con lăng quăng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nước đó không có con lăng quăng còn sống thì các anh chị có thể dùng nhiều cách. Cách thứ nhất là các anh chị lấy nước đó, các anh chị đun trên bếp thì con lăng quăng nó chết đó, là nó không còn con lăng quăng sống ở trong đấy. Thì chúng ta đang sử dụng nhiệt đó để chúng ta giết nó. Hoặc là giống như là chị Minh Châu nói đó, là mình có thể dùng một cái tấm vải màng ha, để chúng ta lọc loại bỏ cái con đó đi. Hay là chúng ta dùng cách khác là mình cho muối vô, cho thật là nhiều muối vô để chúng ta diệt nó. Như vậy thì những cái cách nãy giờ chúng ta dùng, ví dụ như gì, các anh chị dùng màng lọc, các anh chị dùng nhiệt độ, thì đó là những phương pháp vật lý ha. Còn các anh chị dùng muối hoặc là các anh chị cho những cái chất diệt lăng quăng khác vô thì đó là chúng ta dùng dùng hóa chất, các phương pháp hóa học. Chúng ta có nhiều phương pháp tiệt khuẩn, ví dụ như dùng nhiệt nè, dùng lọc nè, hoặc là dùng bức xạ, thì các phương pháp đó là thuộc nhóm vật lý. Còn nếu các anh chị dùng hóa chất thì nó thuộc phương pháp hóa học ha. Và cách chúng ta lựa chọn phương pháp nó sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất là yêu cầu của từng loại thuốc. Chỉ loại thuốc nào yêu cầu vô trùng thì chúng ta mới đi tiệt trùng thôi. Còn nếu không thì mình chỉ cần những cái biện pháp thanh trùng, hoặc là chúng ta chuẩn bị cơ sở pha chế ở độ sạch phù hợp là được rồi. Và thứ hai là tính chất của đối tượng cần khử khuẩn. Ví dụ như nãy mình nói hoạt chất của mình bền nhiệt thì chúng ta có thể sử dụng nhiệt. Còn nếu hoạt chất của mình không bền nhiệt thì các anh chị dùng phương pháp lọc để mình tiệt khuẩn ha. Và khi nói đến con vi khuẩn á, thì mình cần phải làm quen với một cái khái niệm nữa, đó là dạng sinh dưỡng và dạng bào tử. Giữa dạng sinh dưỡng và dạng bào tử thì theo các anh chị dạng nào nó dễ bị tiêu diệt hơn? Dạng sinh dưỡng hay dạng bào tử, dạng nào chúng ta dễ tiêu diệt nó hơn? Dạng sinh dưỡng dễ tiêu diệt hơn. Đúng rồi, hai dạng sinh dưỡng sẽ dễ tiêu diệt hơn. À, bây giờ thì mình sẽ làm tiếp xúc với lại cái tác nhân đầu tiên ha, là các anh chị sẽ dùng nhiệt độ cao để các anh chị diệt vi khuẩn. Phương pháp nhiệt khô là sử dụng không khí nóng. Không khí nóng được tạo ra bởi tủ sấy. Rồi. Chúng ta sẽ dùng nhiệt độ 180 độ C trong ít nhất là 30 phút.
170 độ C trong ít nhất 1 giờ. Còn nếu như các anh chị muốn hạ nhiệt độ xuống 160 độ C thì chúng ta phải tăng thời gian lên là 2 giờ. Nhiệt độ cao thì thời gian ngắn, mà nhiệt độ thấp thì thời gian chúng ta phải tăng lên. Và các anh chị nhớ hồi nãy chúng ta có học cách xử lý bao bì thuốc tim đúng không? Thì nhiệt độ 180 độ C này đối với bao bì thủy tinh là phải lên đến 2 giờ. Bên đó mục đích của mình là làm gì? Diệt chí nhiệt tố luôn. Còn bây giờ là mình đang tiệt khuẩn thuốc. Thuốc là pha chế thuốc rồi, bây giờ đem đi tiệt khuẩn đó. Thì mình cũng phải lưu ý, cân nhắc để không ảnh hưởng đến cái tính chất của dạng thuốc cũng như là hiệu lực của hoạt chất nha. Và với điều kiện này thì có thể đảm bảo là diệt khuẩn được rồi. Nhưng các anh chị biết á, là nước nó sôi ở 100 độ C, trên 100 độ C là nước bốc hơi rồi, bay hết rồi. Nên phương pháp nhiệt khô này các anh chị không áp dụng đối với những chế phẩm lỏng có nước, chỉ áp dụng được đối với những sản phẩm không có nước thôi. Phương pháp nhiệt khô này có thể dùng để tiệt trùng các loại bột thuốc, bông băng, gạc hoặc là những tá dược thuốc mỡ kháng sinh hoặc là thuốc mỡ tra mắt, là những loại thuốc mỡ mà yêu cầu vô khuẩn đấy. Và trong suốt quá trình mà chúng ta sấy ở trong tủ sấy tiệt khuẩn phải đảm bảo sự lưu chuyển của không khí đều đặn ha, để đảm bảo là nhiệt độ tại mọi vị trí ở trong tủ là nó như nhau. Chứ nếu không, trong tủ của mình có chỗ nóng quá mà có chỗ là nó không có đảm bảo cái nhiệt độ đấy thì hiệu quả khử trùng của chúng ta sẽ không đồng đều. Và cái thứ hai là duy trì áp suất dương trong buồng tiệt khuẩn. Các anh chị biết là không khí nó sẽ di chuyển từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp. Gió sẽ thổi từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp. Vậy thì nếu như cái tủ sấy của mình nó có áp suất cao hơn so với bên ngoài thì khi các anh chị mở tủ để chúng ta lấy dụng cụ ra đó, nó sẽ không có nguy cơ bị nhiễm không khí ở bên ngoài và trong cái tủ đấy ha. Nó chỉ có một hướng của không khí là từ ở trong tủ đi ra thôi. Nó tránh được cái vấn đề nhiễm. Bên cạnh phương pháp nhiệt khô là sử dụng không khí nóng thì chúng ta còn có những phương pháp nhiệt ẩm là các anh chị sử dụng nước nóng. Nước nóng thì giờ nước mà muốn nóng là mình phải đun cái nước nó lên. Thì chúng ta sẽ xem qua nhiệt độ sôi của nước ha. Ở áp suất khí quyển bình thường là một atmosphere điều kiện chuẩn nè, nước sẽ sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Điều này ai cũng biết. Và nếu như các anh chị dùng nhiệt ẩm 100 độ C thì thời gian của mình phải là 60 phút, vi khuẩn nó mới chết hết. Ở nhiệt độ 110 độ C thì phải cần 30 phút. Ở nhiệt độ 121 độ C thì chỉ cần 15 phút là diệt được hết vi sinh vật rồi. Và so với nhiệt khô á, thì phương pháp nhiệt ẩm nó hiệu quả hơn. Lý do là sao? Nước nó dẫn nhiệt tốt hơn so với không khí. Nước nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn so với không khí ha, nên hiệu quả nó tốt hơn. Cho nên các anh chị thấy nè, chúng ta rút ngắn được cái thời gian, tuy là nhiệt độ thấp hơn nhưng thời gian chúng ta rút ngắn được so với lại cái phương pháp nhiệt khô ở bên kia. Rồi, nhưng mà bình thường ở áp suất khí quyển của mình đó, nước nó chỉ sôi tới 100 độ thôi. Các chị có đun mà nó bay hết nước thì nó cũng vẫn là 100 độ. Muốn có được những nhiệt độ cao hơn của nước thì bắt buộc các anh chị phải sử dụng nồi áp suất. Dùng những cái nồi áp suất này ha thì mình có thể chỉnh được áp suất trong nồi và tương ứng với áp suất là 2 atmosphere thì nhiệt độ sôi của nước sẽ là 121 độ C. Ở áp suất cao này thì hiệu quả tiệt khuẩn sẽ cao hơn và có thể diệt được luôn cả dạng bào tử các anh chị ha. Tiệt khuẩn ở áp suất cao thì có thể diệt luôn cả dạng bào tử được, hiệu quả khử trùng cao. Nên các anh chị thấy á, những cái thiết bị mà dùng để hấp vô trùng các dụng cụ phẫu thuật á, thường là áp dụng theo cái cơ chế này, 121 độ ở 2 atmosphere và thời gian 15 phút. Trở lại với bài của chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ muốn là thì mình cứ cho vô nồi hấp autoclave hết, nồi hấp áp suất cao hết, chỉ cần 15 phút là xong. Vậy thì cần gì những cái phương pháp 100 độ C nữa? Nhưng mà mình lưu ý ha, biết đâu hoạt chất của mình nó chỉ bền đến 105 độ C thôi. Các anh chị nâng lên 121 độ C là nó bị biến chất rồi. Thì lúc đấy chúng ta chỉ có thể chọn được cái phương pháp ở 100 độ C. Đó. Vậy thì nếu như chúng ta chọn 100 độ C thì nó sẽ thực hiện ở áp suất thường các anh chị ha. Luộc trực tiếp với nước hoặc là hấp gián tiếp sử dụng hơi nước. Luộc là mình cho cái ống thuốc của mình nó ngập ở trong nước rồi mình luộc luôn. Còn nếu như chúng ta sợ ngập ở trong nước như vậy không hay thì mình có thể cách ly nó ra để nó trên một cái giá nó phía trên và mình xông cái hơi nước lên ha. Thì hơi nước nhiệt độ của nó cũng là 100 độ C luôn. Thời gian thì cũng giống như nãy mình nói là 60 phút. Còn nếu như nhiệt độ 100 độ C mà hoạt chất của mình nó vẫn
bị hư thì bây giờ mình hạ xuống. Chúng ta có một phương pháp khác được đặt tên là phương pháp tin đàn, và người ta cũng sẽ xử lý nhiệt độ, nhưng mà nhiệt độ thấp thôi, khoảng từ 70 đến 80 độ C trong vòng 60 phút. Hồi nãy mình nói là nhiệt độ 100 độ C mới diệt khuẩn được, giờ hạ xuống 70 đến 80 độ C mà thời gian lại không tăng lên. Vậy thì hiệu quả khử khuẩn làm sao mà đảm bảo? Đúng rồi đó các anh chị. Với thời gian và thời lượng như thế, với nhiệt độ và thời lượng như thế này thì chỉ đủ để diệt vi khuẩn ở dạng sinh dưỡng thôi. Dạng bào tử là không diệt được nếu như nó tạo ra một cái bào tử chịu nhiệt. Đó là lý do chúng ta không phải chỉ hấp một lần ha, mà sau khi chúng ta sử dụng nhiệt độ một lần trong vòng một giờ rồi, chúng ta sẽ để yên cái thuốc của mình ở nhiệt độ thường trong vòng 24 giờ để những cái bào tử hồi nãy đó nó chuyển lại thành dạng sinh dưỡng. 24 giờ sau chúng ta lại hấp tiếp một lần nữa. Rồi, chưa chắc là lần hấp số 2 này hết bào tử thì lại chờ tiếp 24 giờ nữa hấp tiếp lần số 3. Không biết là hết chưa, đi kiểm tra lại thấy vẫn còn thì lại phải chờ tiếp 24 giờ nữa làm như vậy nhiều lần. Vậy thì so với những cái phương pháp mà chúng ta vừa mới nói nãy như là luộc hoặc là hấp ở trong nồi hấp áp suất cao thì phương pháp này cực kỳ tốn thời gian và hiệu quả thì không có đảm bảo. Ngoài ra, chúng ta có nhiều lần cho bào tử nó sinh trở lại, chuyển trở lại thành dạng sinh dưỡng rồi chúng ta lại diệt nó đi rồi để trong vòng 24 giờ, thì trong vòng 24 giờ đó bào tử chuyển thành dạng sinh dưỡng mà có thể nó lại sinh sôi, nó nhân lên nữa ha, cho nên nó sẽ tích tụ rất là nhiều xác vi khuẩn ở trong đó và nó phân hủy ra, nó hình thành chí nhiệt tố. Cho nên phương pháp tin đan này dù phù hợp với những hoạt chất kém bền nhiệt nhưng không áp dụng được cho thuốc tiêm truyền vì nó có nguy cơ tích tụ chí nhiệt tố ở đây. Rồi các anh chị lưu ý ha, các phương pháp nhiệt ẩm của mình, tin đan, tiệt khuẩn bằng cách nhiệt ẩm 100 độ C, luộc hoặc là hấp, hoặc là tiệt khuẩn bằng áp suất cao nhiệt độ trên 100 độ C. Rồi ngoài các phương pháp tiệt trùng này ra thì đôi khi chúng ta còn nghe người ta nhắc đến những biện pháp thanh trùng. Bản thân khái niệm thanh trùng nó cũng khác với khái niệm tiệt trùng ha. Tiệt trùng là không còn vi sinh vật sống. Còn thanh trùng là sao? Giảm số lượng vi sinh vật xuống dưới một mức giới hạn. Giảm số lượng xuống dưới một mức giới hạn. Và lưu ý là sẽ diệt hết các vi sinh vật gây bệnh. Còn những cái vi sinh vật khác thì mình giảm xuống dưới một mức giới hạn thì gọi là thanh trùng. Và để đạt được quá trình thanh trùng thì chúng ta sẽ cần những cái điều kiện nó ít khắc nghiệt hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ cần 60 độ C và trong vòng 10 phút thôi là được rồi. Nhưng mà như vậy thì nó chỉ diệt được những vi sinh vật gây bệnh, còn không diệt được toàn bộ vi sinh vật ha. Nhưng mà nó cũng có những cái phạm vi áp dụng của riêng nó. Ví dụ như người ta dùng phương pháp thanh trùng này để thanh trùng sữa tươi á, hoặc là thanh trùng dược liệu trước khi mà chúng ta pha chế. Hoặc là dùng để thanh trùng ra giường trải trong bệnh viện đây. Thì để phân biệt được tiệt trùng và thanh trùng thì các anh chị cũng có thể thấy sữa tươi đúng không? Sữa tươi có loại sữa tiệt trùng với sữa thanh trùng. Sữa thanh trùng ví dụ như là sữa Long Thành thì chúng ta đâu có cái hạn sử dụng lâu được đâu, mua về là uống một ngày hai ngày là nó hư rồi. Tại vì nó còn vi sinh vật ở trong đấy và nó sẽ nhân lên và nó làm hư cái sản phẩm của chúng ta. Đó là lý do sao hồi nãy mình nói là thuốc tiêm vô trùng, ở ngoài việc là làm cho chế phẩm không độc thì nó còn giữ cho chế phẩm ổn định đó các anh chị ha. Nhưng mà tại sao người ta lại làm ra sữa thanh trùng? Nhiệt độ cao nó sẽ có nguy cơ làm biến tính protein, có nghĩa là những cái chất dinh dưỡng nhiều khi là chúng ta có thể dùng được trong một khoảng thời gian ngắn thì các anh chị thanh trùng để mình giữ lại cái lượng chất dinh dưỡng đó. Tùy theo mục đích của chúng ta muốn đạt được cái gì mà chúng ta lựa chọn cái phương pháp xử lý cho phù hợp ha. Rồi. Các tác nhân nhiệt là như vậy. Nhưng trong một số trường hợp thì hoạt chất của mình không bền với nhiệt, lúc đó các anh chị phải chọn phương pháp khác. Chúng ta phải chọn phương pháp khác thì một trong những lựa chọn cho các anh chị đó chính là chúng ta sử dụng phương pháp lọc qua màng millibar. Và màng millibar để mình lọc thì nó sẽ có kích thước là bé hơn hoặc bằng 0.22 micromet. Và lưu ý, để tiệt trùng bằng phương pháp lọc thì bắt buộc là phải làm trong khu vực sạch cấp A. Do đó nếu như so sánh giữa phương pháp hấp
và phương pháp lọc, thì rõ ràng là phương pháp nào nó kinh tế hơn các anh chị? Tiệt trùng bằng nhiệt và tiệt trùng bằng phương pháp lọc thì phương pháp nào nó kinh tế hơn? Bằng nhiệt hay là lọc? Tiệt trùng bằng nhiệt là các anh chị có thể pha chế trong khu vực cấp B. Còn nếu như các anh chị tiệt trùng bằng phương pháp lọc thì pha chế và lọc trong môi trường sạch cấp A. Thì bắt buộc là phải cấp A là nó đắt hơn rồi Đúng ha. rồi, Cho vậy là nên ngọc nó ố nếu bằng như nó mắc hơn. cho nên nếu như hoạt chất của mình chịu nhiệt thì các anh chị nên tiệt trùng bằng nhiệt, nó vừa rẻ mà nó vừa đảm bảo hơn nữa. Còn bây giờ các anh chị tiệt trùng bằng phương pháp lọc thì phải đảm bảo là môi trường xung quanh sạch cấp A. Mà cấp A thì 1 mét khối là bé hơn một vi sinh vật, nhưng mà 2 mét khối không khí thì có thể là có một con vi sinh vật cá nhân, các anh chị vẫn có nguy cơ bị nhiễm. Cho nên chúng ta lưu ý là nếu được thì mình cứ ưu tiên cái phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt, nó vừa rẻ mà nó vừa hiệu quả hơn nữa. Cô, nhưng mà tiệt trùng bằng nhiệt thì nó còn sát vi sinh vật thì sao cô? Hồi nãy chúng ta nói là sao, chỉ có thuốc tiêm truyền ha, chỉ có thuốc tiêm truyền mình mới sợ, cho nên mình không làm phương pháp tiên thôi. Còn nếu như mình pha ở khu vực sạch cấp B thì chị coi lại cái chuẩn sạch cấp B hồi nãy á, cái số lượng vi sinh vật nó không có quá nhiều hả các anh chị. Và nếu như cái ngưỡng mà nội độc tố mà nó tồn tại ở trong thuốc của mình á, nó chưa đạt được đến cái mức mà nó gây ra cơn sốt chí nhiệt tố, có nghĩa là nó vẫn nằm trong khoảng an toàn, thì người ta vẫn cấp phép cho cái thuốc nó lưu hành. Người ta chỉ tránh cái tindan là vì nó tích tụ cái chất gây sốt thôi ha. Dạ cảm ơn cô. Nhưng mà cái phương pháp lọc này thì mình lại phải lưu ý thêm một số vấn đề nữa ha, là màng lọc phải nguyên vẹn. Còn nếu như mà cái màng lọc mà nó bị thủng, nó bị rách á, là hiệu quả tiệt trùng là coi như không đảm bảo nha. Rồi ngoài ra nó còn bị cái vấn đề gì nữa, nguy cơ là hấp phụ hoạt chất lên màng lọc nè, hoặc là nhã tạp từ từ cái màng lọc đó vào trong thuốc của chúng ta nữa, rất là nhiều cái vấn đề. Rồi một cái lựa chọn nữa cho các anh chị là mình sẽ sử dụng bức xạ để mình tiệt trùng. Bức xạ có nghĩa là mình chiếu tia này, mình chiếu tia kia lên trên thuốc á, để mình tiệt trùng cái thuốc đó. Giờ thì mình sẽ nhắc lại coi những cái nguồn xạ này nó ở đâu. Một cái nguồn tự nhiên á, đó là từ mặt trời. Mặt trời chiếu ánh sáng đến trái đất của mình, thì ánh sáng đó nó là một cái tổ hợp rất là nhiều cái loại tia khác nhau. Mà những tia mà chúng ta nhìn thấy được á thì nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Đây, nó có chút xíu ở giữa này nè, đó, mà ta phóng to ra thì được vậy. Vùng này gọi là vùng ánh sáng nhìn thấy, hay còn gọi là ánh sáng khả kiến, tên tiếng Anh của nó là visible á. Nên các anh chị học ở bên hóa phân tích á, thì mình có đo UV vis đó, đúng không? Vis là visible, là ánh sáng nhìn thấy này nè. Còn lại thì những cái tia khác chúng ta không nhìn thấy được, bao gồm tia gamma, tia X, tia UV, tia hồng ngoại và những cái tia bước sóng dài hơn khác. Rồi bây giờ thì mình dùng những cái tia này để tiệt khuẩn như thế nào? Thì trước hết đó, cô muốn giới thiệu nhắc lại với các anh chị về bước sóng ha. Cái bước sóng là sao? Ví dụ như ở đây nó có một cái sóng, thì giữa đỉnh này với đỉnh này đo độ dài của nó thì nó ra một bước sóng. Đó. Ví dụ như là bốn bảy màu cơ bản của quang phổ là đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, tím nè. Chúng ta thấy nó có độ dài sóng khác nhau. Tia đỏ nè thì cái bước sóng nó dài nhất nè. Còn những cái tia ở bên trên này thì cái bước sóng nó ngắn hơn. Rồi. Và tia tím là tia có bước sóng ngắn nhất, đỏ dài nhất ha. Rồi, vậy thì những cái tia mà có bước sóng lớn hơn so với tia đỏ, người ta gọi nó là tia hồng ngoại nè, infrared nè. Hồng là đỏ đó các anh chị, hồng ngoại là cái bước sóng lớn hơn bước sóng tia đỏ. Thì hồng ngoại này nó có cái chức năng là sinh nhiệt nên ta dùng làm bếp hồng ngoại đó các anh chị. Còn hôm nay chúng ta tiệt khuẩn thì mình sẽ dùng cái khúc ở dưới này. Đó, UV và gamma. UV là ultraviolet. Ultra là vượt quá, vượt khỏi ha. Violet là màu tím này nè. Màu tím thì bước sóng của nó là khoảng 400 nanomet. Vậy thì bây giờ tia UV là có bước sóng như thế nào so với tia tím? Dài hơn hay là ngắn hơn? UV là bước sóng ngắn hơn hay dài hơn tia tím các anh chị? Nhìn cái thang này đi. Dài hơn hả? Ngắn hơn. Ở khu bên này mà. Ngắn hơn, đúng rồi. Nó theo cái trục số luôn á các anh chị ha, cái mũi tên tăng dần đó. UV là có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tím nha. Rồi. Chúng ta lấy cái tia UV đó mình chiếu
lên trên con vi khuẩn. Đây các anh chị nhìn, đây là cái chuỗi DNA của con vi khuẩn nè. Mình lấy tia UV mình chiếu vô, cái nó bị vậy. Cái cặp basenucleotic của nó bị gãy đôi ra luôn ha. Người ta gọi cái quá trình này gọi là phá bẻ gãy cái DNA. Và nếu như cái bẻ gãy này mà nó quá nặng nề thì nó sẽ dẫn đến cái con vi khuẩn này nó chết ngay lập tức luôn. Và dĩ nhiên nếu như những cái tia này mà nó chiếu lên tế bào của mình thì nó cũng gây vậy đó. Có thể là không chết liền nhưng mà nó sẽ gây đột biến, chết từ từ ha. Và những cái chỗ mà nhiễm phóng xạ mà liều cao á, là có thể là gây chết liền luôn đó nghe các anh chị. Còn bây giờ thì mình lấy những cái tia này mình chiếu lên vi sinh vật thôi. Nhưng các anh chị lưu ý ha. Tia cực tím á, các anh chị nhìn ở trên cái khung này nè, nó là một cái vùng rất là rộng và tương ứng với rất là nhiều bước sống khác nhau. Người ta đã làm một số thử nghiệm về khả năng tiệt trùng, về hiệu quả tiệt trùng, thì mình ghi nhận được như thế này. Nếu như bước sống là 220 nanomet thì nó chỉ tiệt trùng được 25%. Bước sống 253,5 nanomet thì tiệt trùng được 97%. 265 nanomet thì tiệt trùng được 100%. Nhưng nếu như mình tăng lên 300 nanomet thì hiệu quả lại giảm xuống chỉ còn 10% thôi. Đó là lý do tại sao cái đèn cực tím mà các anh chị dùng để mình rọi tiền này kia đó thì nó không có tiệt khuẩn được đâu nha các anh chị. Đã. Chúng ta muốn tiệt khuẩn thì mình phải sắm cái loại đèn cực tím chuyên dụng thì nó mới tiệt khuẩn được. Nó thường dao động trong cái khoảng từ 97 đến 100% nè, 253,5 đến 265 nữa ha. Nhưng mà bản thân tia cực tím thì nó cũng là một cái loại tia sáng nên nó sẽ không có khả năng xuyên sâu. Tia sáng nó đâu có xuyên được, ví dụ như mình mở đèn ở trong phòng cái ra ngoài mình đóng cửa phòng là thấy ở ngoài tối thui rồi đúng không? Nó đâu có xuyên qua cái cửa hết đi ra được. À, tia cực tím chỉ có thể tiệt trùng được bề mặt. Hiệu quả tiệt trùng không đều, cho nên mình lưu ý ha là không sử dụng nó để tiệt khuẩn thuốc mà chỉ có thể tiệt trùng được bề mặt hoặc là tiệt trùng được không khí ở xung quanh thôi. Không khí này phải là không khí sạch bụi, còn bề mặt cũng phải được lau chùi sạch sẽ ha. Chứ nếu như bề mặt của mình mà có bụi là nó chiếu tới hạt bụi đó là nó bị phản xạ trở lại rồi. Cái con vi khuẩn nằm bên dưới hạt bụi là không bị tiêu diệt nha. Không khí cũng vậy, các anh chị lọc bụi trước rồi các anh chị chiếu tia cực tím thì hiệu quả của nó sẽ được tối đa. Và vì vậy thì chúng ta sẽ không thể nào dùng tia UV để mà tiệt khuẩn thuốc đóng ở trong chai được. À, thuốc đóng ở trong cái lọ chẳng hạn, bây giờ mình chiếu tia cực tím lên là nó xuyên qua thủy tinh là cường độ nó bị giảm xuống rồi. Rồi nó sẽ tiếp xúc với cái hạt bột ở ngoài. Rồi nó dừng lại ở đó, nó không thể nào xuyên xuống cái hạt bột ở bên dưới được. À, nên mình nhớ ở đây, chúng ta dùng tia cực tím để tiệt trùng thứ nhất là bề mặt, ví dụ như cái bàn pha chế các anh chị chiếu tia cực tím được. Rồi không khí xung quanh các anh chị chiếu tia cực tím diệt được. Còn lại thì không dùng để tiệt khuẩn thuốc ha. À, một cái ứng dụng nữa đó là người ta có thể dùng để tiệt khuẩn nước, ví dụ như những cái hệ thống mà lọc nước uống mà mình mua về thì người ta có quảng cáo là có đèn UV để khử khuẩn á. Vậy thì nó có khử khuẩn hay không? Thì cơ chế thì các anh chị thấy rất là rõ. Ở trong cái cột đó, nó có những cái ống siêu nhỏ. Nước đi qua thì cái bề mặt của nó rất là mỏng ha, cho nên đèn chiếu qua được. Còn giờ mình cứ nghĩ là đèn UV tiệt khuẩn được, cái mình lấy nguyên cái lu nước nhà, lấy cái đèn mình bật ở trên là bảo đảm là không thể nào mà tiệt khuẩn được cái nước ở trong cái lu đó hết. Và lưu ý, khi mà mình là tiệt khuẩn á, nếu như các anh chị sử dụng đèn phát ra tia sóng ngắn thì nó sẽ có một cái lượng nhỏ ozone trong không khí ha. Bởi vì nó xúc tác phản ứng chuyển O2 là oxy thành ozone O3. Cái mùi ozone nó là cái mùi, nó giống như là cái mùi khét. Sau khi mà sấm chớp, mưa có sấm chớp, mình nghe tiếng sấm xong cái mình nghe cái mùi khét á, nó là cái mùi của ozone. Rồi, như ngoài tia UV ra thì chúng ta có thể tiệt khuẩn được bằng cái gì đây? Tại vì tia UV nó không có tiệt khuẩn thuốc được. Thì tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các anh chị, mà chắc là nhắc lại thì các anh chị học vật lý cũng biết rồi ha. Các loại tia phóng xạ. Chúng ta có tia alpha, tia beta và tia gamma. Rồi tia alpha nè, beta, gamma. Nhắc sơ lại cơ chế ha. Đây là cái hạt nhân. Cái hạt nhân bình thường phản ứng hóa học thì nó chỉ xảy ra với phần electron bên ngoài thôi. Còn bây giờ chúng ta làm phản ứng hạt nhân là mình sẽ dùng một cái chùm năng lượng cực lớn mình bắn vô đây. Cho cái hạt nhân này nó bị bể ra và nó văng ra thành những cái mảnh nhỏ. Người ta gọi là phản ứng phân hạch. À, ví dụ như là đồng vị uranium này nè. À, người ta bắn vô. Nó văng ra một cái hạt. Đây cái hạt giống như vậy. Nó có hai
nó có hai cái proton, có hai cái proton và hai cái neutron. Đây là chỗ proton là hai cái nè, hai proton cộng với hai neutron ra số khối là 4 nè. Cái hạt này gọi là hạt alpha các anh chị ha, dĩ nhiên là nó siêu nhỏ rồi. Và có rất là nhiều hạt alpha như vậy bị văng ra, nó thành một cái chùm tia, người ta gọi cái chùm tia đó là chùm tia alpha. Rồi, tiếp. Những cái phản ứng khác thì có thể là văng ra những cái hạt khác, và cái hạt này nhỏ hơn gọi là hạt beta. Hạt beta nè. Thì nó có kích thước chỉ bằng một proton thôi, nó nhỏ hơn. Còn hạt gamma thì nó chỉ là một cái sóng năng lượng nó đi ra thôi, nó không có một cái kích thước nhất định. Đó, như như vậy thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là hạt alpha to nhất. Còn đây là hạt beta bằng 1/4 của hạt alpha. Còn hạt gamma thì nó cũng không có kích thước luôn. Nên cái mức độ xuyên sâu của ba chùm tia này nó sẽ khác nhau. Ba chùm tia này nó đều có khả năng tiệt trùng hết các anh chị ha. Nhưng mà tại vì cái khả năng xuyên sâu của nó khác nhau. Ví dụ như hạt alpha nó to quá nè thì nó không có xuyên qua giấy được. Giờ nó gặp giấy là nó bị cản lại. Hạt beta nhỏ hơn nên xuyên qua giấy được, nhưng mà gặp nhôm, kim loại nhôm á thì nó bị cản lại. Gamma qua được giấy, qua được nhôm chỉ bị cản lại bởi chì. Nên thường là những cái chỗ mà để cách ly bức xạ là người ta sẽ xây những cái tường làm bằng chì, những cái cánh cửa làm bằng chì đó ha, để cản tia nè. Còn bây giờ thì mình đang muốn sao? Đưa cái tia đó vô để diệt con vi khuẩn đúng không? Thì mình sẽ chiếu tia đó vào trong thuốc. Và lưu ý thường người ta sẽ dùng tia gamma là một tia có năng lượng lớn để tiệt trùng và thu được từ đồng vị cesium hoặc là đồng vị coban. Với tia gamma này chúng ta có thể tiệt trùng được các chế phẩm đã được đóng gói sẵn. Lý do là sao? Tia gamma nó xuyên qua được bao bì. À, cho nên mình đóng gói sẵn, mình chiếu qua mình vẫn có thể tiệt trùng được thuốc hoặc là những cái y cụ nằm ở bên trong. Đó. Tuy nhiên vì bản thân nó là tia phóng xạ cho nên khi chúng ta thực hiện kỹ thuật này thì phải đảm bảo về vấn đề an toàn lao động và chi phí cao, đắt tiền ha. Cho nên chỉ khi nào mà người ta không tiệt trùng được bằng những phương pháp khác hoặc là những phương pháp khác nó không cho được hiệu quả thì người ta mới phải nghĩ đến cái vấn đề là tiệt trùng thuốc bằng tia gamma hay các anh chị. Không sử dụng các phương pháp vật lý như là nhiệt hay lọc hay là bức xạ thì mình có thể dùng các loại hóa chất để mình cho vô. Ví dụ như các anh chị có thể sử dụng chất bảo quản nè. Chất bảo quản mình cho vô. À, ví dụ như nãy mình nói lọc trong môi trường cấp A thì vẫn có nguy cơ bị nhiễm đó. Vậy nếu được thì chúng ta có thể cho thêm các chất bảo quản vào để đảm bảo cái hiệu quả khử khuẩn là 100%. Tuy nhiên thuốc tiêm truyền nè là đâu có được cho chất bảo quản, thuốc tiêm tĩnh mạch cũng vậy. Thì những cái loại thuốc đó người ta sẽ phải kiểm tra cái chỉ tiêu nó khắt khe hơn và giá thành của nó dĩ nhiên nó sẽ cao hơn ha. Rồi làm xong, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thành quả của mình đây. Đầu bài chúng ta đặt ra 7 yêu cầu chất lượng của thuốc tiêm và chúng ta đã áp dụng tất cả những cái kỹ thuật nãy giờ để chúng ta làm ra thuốc tiêm rồi. Thì cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra lại xem thành phẩm của chúng ta có đạt được 7 yêu cầu như lúc đầu hay không. Vậy yêu cầu đầu tiên là gì? Nồng độ hàm lượng phải chính xác, thì nó được thể hiện thông qua chỉ tiêu là định tính và định lượng hoạt chất. Rồi, yêu cầu thứ hai là gì? Vô khuẩn. Đây, có kiểm tra lại xem có vô khuẩn hay chưa. Rồi, yêu cầu gì nữa ha? Có pH phù hợp. Rồi, chúng ta đã chọn ra pH rồi. Thì bây giờ mình đo lại coi chế phẩm cuối cùng của chúng ta có pH giống như mình đã thiết kế ban đầu hay không. À, rồi, kiểm về cái gì nữa? Tính đẳng trương thì ở đây mình không kiểm ha. Mình sẽ kiểm về độ trong, màu sắc. Dung dịch là phải trong suốt, có thể soi bằng mắt thường hoặc là bằng máy đếm hạt. À, màu sắc thì chế phẩm phải không màu hoặc là có màu của hoạt chất. Còn riêng về hỗn dịch nhũ tương thì thay vì kiểm độ trong, người ta sẽ kiểm giới hạn kích thước của tiểu phân. Rồi, vấn đề nội độc tố và chất isốt thì đối với chế phẩm thuốc tiêm truyền dùng thể tích lớn thì phải kiểm chất isốt và nội độc tố này. Ha. À, khi mà mình đóng thuốc vào trong bao bì để đảm bảo là đúng như thể tích, đúng như khối lượng và có thể rút ra đủ một liều để chúng ta tiêm thì người ta sẽ có kiểm tra về thể tích và khối lượng. Rồi các cách kiểm tra thì nãy cũng nói sơ rồi ha, kiểm màu sắc, kiểm độ trong, soi độ trong, độ đo pH, kiểm độ vô khuẩn, kiểm chất gây sốt, thử trên thỏ nè. Còn kiểm nội độc tố thì chúng ta dùng thuốc thử được trích từ máu của con sam nè. Lấy ra thuốc thử Limulus này mình nhỏ vô coi coi nó có bị tủa hay không để chúng ta kết luận xem là có
nội độc tố hay không ha. Rồi tương tự chúng ta kiểm các cái chỉ tiêu còn lại như là thể tích thì mình đong bằng ống tim, rồi khối lượng thì mình cân bằng cân phân tích, định tính định lượng thì tùy theo từng chuyên luận riêng. Ví dụ như mình định tính vitamin C thì nó khác với là định tính vitamin B1, thì chúng ta phải mở dược điển hoặc là mình mở tiêu chuẩn cơ sở ra để chúng ta coi cách làm và mình thực hiện cho đúng. Rồi. Đó là toàn bộ nội dung của bài thuốc tim ngày hôm nay. Thì qua bài này các anh chị đã biết như thế nào là thuốc tim ha, định nghĩa thuốc tim nè, các cách phân loại thuốc tim, các thành phần của thuốc tim, các yêu cầu chất lượng của thuốc tim và điều kiện của một cơ sở để có thể sản xuất được thuốc tim. Đó. Các phương pháp tiệt trùng đi kèm nè. Rồi, như vậy thì các anh chị xem lại bài coi mình có thắc mắc gì hay không thì các anh chị hỏi. Cô sẽ giải đáp ha. Và cũng nhắc mình luôn là hôm sau mình sẽ có kiểm tra nha. Kiểm tra nội dung chương số 1 và chương số 2. Thời gian kiểm tra là 15 phút. Số lượng câu trắc nghiệm là 20 câu. Số lượng lần được làm bài là một lần. Thời gian mở bài kiểm tra là 60 phút. Rồi. Anh chị có thắc mắc gì thì mình cứ hỏi ha. Trong lớp mình có ai chưa vào được LCMS không? Lớp mình đã kiểm tra online được mấy lần rồi đó. Bây giờ các anh chị có dùng được LCMS mình vào và mình có thấy hiện cái môn này hay chưa? Ai chưa thấy thì các anh chị báo ha để cô kiểm tra lại danh sách. Mình vào được hết Rồi rồi cho em thì hỏi 20 câu là trong bao nhiêu phút con? tốt ha. Nãy nói rồi đó, 15 phút. Làm một lần. Rồi các anh chị vào được LCMS rồi thì ổn ha, thì hôm sau chúng ta cứ tiến hành kiểm tra bình thường thôi. Còn ai bị sự cố gì thì các anh chị cứ báo lại để cô kiểm tra lại danh sách thì các anh chị. Ở cô ơi. Ừ. Nhà em là Nguyễn Thị Tiên ấy. Cho Rồi em chị hỏi là em vô cái em LCMS One làm bài được không cô? chị vô được trang LCMS, chị có thấy môn bào chế này hay không? Nếu thấy Dạ thì hôm có. sau sẽ hiện bài kiểm tra để mình làm. Ừ. Còn ai không vào được thì mới báo ha. Dạ cô ơi, cho em hỏi là mình kiểm tra giờ nào vậy cô? Hay là sẽ xem trên đó, cô sẽ thông báo trên đó vậy cô? Thì mình sẽ kiểm tra vào buổi học của mình luôn. Các anh chị thích kiểm đầu giờ hay cuối giờ? Lớp mình thích kiểm đầu hay cuối giờ? Lúc nào cũng được. Lớp mình thích kiểm giờ nào thì cô xét thời gian cho làm giờ Tới đó. giờ ra chơi á con, giữa giờ á con. Vậy thì cô cho mình tới 60 phút lận các anh chị ha. Còn nếu như mà mình làm giữa giờ nó sẽ ảnh hưởng đến cái giờ mình học ở trên lớp. Dạ vậy đầu Một giờ là đầu, hai là cuối. Giờ lớp mình là biểu quyết nên sao người đầu người cuối vậy? dạ Đâu buổi giờ đi cô, đầu giờ xong rồi học đầu cô. giờ tại cô mở 1 tiếng nhưng mà cô đầu giờ đi cô. Rồi vậy cô sẽ mở từ mở mở đầu giờ hay là mình sẽ mở từ 7 giờ đến 8 giờ nha các anh chị. Rồi Dạ. Mở đúng tiếng. 8 giờ là mình bắt đầu học nha. Cô Rồi có ơi. ai có tiếng gì không? Cô cái tập ra đề là tầm cỡ cao cấp này trung bình với cô. Ủa tầm ra đề làm sao vậy? Anh học cái gì thì cô hỏi cái đấy thôi. Dạ không, tại thấy có những thầy cô khác cho đề đọc vô chắc là bị loạn não luôn. Rồi Hôm nay nói mình là khối lượng của bài cũng nhiều lắm cho nên không có tới nỗi mà tôi phải vô hẻm vô hóc môi móc ra đâu. hôm Nội qua dung cũng nhiều lắm rồi đó, chương 1, chương 2. Các anh chị nhìn thấy bao nhiêu trang rồi ha. mình đi thầy đúng nói chỗ thôi cô ha. tìm ra 20 câu là cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu. Cô có cho bài tập làm không cô? Đừng cho cô ơi. Tính Dĩ lâu nhiên là có. Thì cái đó. Ví dụ một dạng câu hỏi, bữa đầu tiên cô ví dụ một số câu hỏi luôn rồi đó, có gì đâu một dạng. Bữa đó mình trả lời được hết rồi mà. Rồi lưu ý ha, thời gian thì có 15 phút thôi và các anh chị mình nhận đề sẽ không giống nhau đâu nha. Cho nên mình cứ tự lực cánh sinh đi. Trắc nghiệm, dĩ nhiên là trắc nghiệm. Rồi mình có thắc mắc gì nữa không? Nội dung bài ngày hôm nay không có gì thắc mắc hết hả? Thuốc tim quá quen thuộc rồi ha.
À, vậy nếu như các anh chị không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ ha. Ai thắc mắc thì cứ hỏi tiếp, cô sẽ trả lời. Còn ai không thắc mắc gì thì các anh chị cứ việc nghỉ. Dạ cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui vẻ. Rồi, chúc các anh chị học tốt ha. Cuối tuần vui vẻ luôn. Rồi, chào cả lớp. Cảm ơn các anh chị nha. Thôi mình tắt đây.